Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức lực lượng công binh đến thu gom xử lý bơm tại huyện Duyên Hải. Theo đó, trong lúc cải tạo dương tôm của gia đình, ông Lê Văn Tuấn, 47 tuổi, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, phát hiện quả bom dài hơn 1 mét, nặng hơn 112 kg, liền trình báo lực lượng quân sự địa phương. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Duyên Hải nhanh chóng phối hợp với lực lượng công binh cấm bản nguy hiểm và bố trí lực lượng canh gác không để người dân vào khu vực nguy hiểm và báo về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh. Theo Thiếu tá Bao Quốc Dệ, trợ lý công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, quả bom trên do Mỹ sản xuất còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chiều dài hơn 1 mét, nặng hơn 112 kg, còn nguyên ngòi nổ. Sau khi thu gom và xử lý an toàn, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa quả bom về trường bắn quyền tiểu cần tỉnh Trạp Vinh tập kết để chờ lực lượng công binh quân khu 9 đưa đi quyển đổ theo quy định.